Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Share Corner cùng chủ đề những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống. Điều thứ nhất, có hai cách để thay đổi cuộc đời bạn: bắt đầu bằng những hành động tích cực hoặc ngừng những hành động tiêu cực. Điều thứ hai, bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu bạn dừng lại. Điều thứ ba, cái gì không thuộc về mình thì đừng có lấy, đói quá thì xin, đã làm người thì phải có lòng tự trọng. Điều thứ tư, cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi vì nỗi buồn, hãy là chính mình, hãy luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn. Điều thứ năm, cuộc sống vốn đã không công bằng, bạn phải học cách quen dần với nó. Điều thứ 6, không ai có quyền phán xét bạn vì họ không biết bạn đã trải qua những gì. Họ có thể nghe những câu chuyện nhưng họ sẽ không bao giờ có cùng cảm giác với bạn. Điều thứ 7, cuộc sống giống như một cuốn sách. Khi gặp chuyện buồn, hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gập sách lại. Điều thứ 8, con đường đi tới thành công không bao giờ thẳng. Bạn sẽ phải trả giá bằng những ngã rẽ sai lầm nhiều lần trước khi tìm được con đường đúng nhất. Điều thứ 9, sẽ không bao giờ bạn vượt qua được vực thẳm nếu bạn không dám đặt chân lên sợi dây thừng bắt ngang qua đó. Điều thứ 10, chẳng sao cả nếu bạn cố và cố và cố nữa nhưng vẫn thất bại. Tuy nhiên sẽ thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại và không muốn cố thêm lần nữa. Điều thứ 11, khi bạn thất bại, bạn vẫn phải quay trở lại và tiếp tục bước đi. Sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu bạn cứ ngồi yên ở đó. Điều thứ 12, hãy sống theo nguyên tắc 3T: tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và trách nhiệm với những gì mình làm. Điều thứ 13, chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu, và chỉ cần có niềm tin thì tình yêu thương sẽ luôn đong đầy. Điều thứ 14, thất bại thực sự là gì? Thất bại thực sự là khi bạn dừng tiến bước. Điều thứ 15, những người may mắn thì nhận được cơ hội, những người dũng cảm thì tạo ra cơ hội, và những người chiến thắng là những người biết chuyển biến khó khăn thành cơ hội. Điều thứ 16, khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta chỉ ngắm mãi cánh cửa đóng lại rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Điều thứ 17, bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Điều thứ 18, không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau. Đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Điều thứ 19, gặp gỡ là một cái duyên, và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ thôi, người ta cũng có lý do để mỉm cười. Điều thứ 20, dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần thì cũng đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy và bước tiếp. Điều thứ 21, không ai hoàn hảo. Và đó là lý do tại sao bút chì luôn có cục gôm. Điều thứ 22, bạn hãy nhớ sau này bạn sẽ chỉ hối tiếc về những gì bạn không làm khi có cơ hội, chứ không phải những gì bạn đã từng làm. Vì thế hãy hành động ngay khi có cơ hội. Điều thứ 23, thời gian của bạn là hữu hạn thì đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của một người khác. Điều thứ 24, khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. Điều thứ 25, bạn có thể tiến chậm nhưng đừng bao giờ bước lùi. Điều thứ 26, nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì. Điều thứ 27, muốn thành công thì phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn.
Điều thứ 28, cuộc sống giống như đạp xe đạp, muốn giữ được thăng bằng phải tiếp tục chuyển động. Điều thứ 29, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Điều thứ 30, điều kỳ diệu xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có thể mơ ước, bạn có thể làm được. Điều thứ 31, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được, là bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Điều thứ 32, đời này chỉ có chính bạn mới hiểu được bạn nhất. Không phải mẹ bạn, không phải người yêu bạn, không phải người thân bạn, không phải thầy bói, mà đó là chính bạn. Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là do tâm mình thôi. Điều thứ 33, đừng hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách so sánh với người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người khác nhau. Chúng ta là những cá thể độc lập với những tài năng riêng biệt. Điều thứ 34, chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. Điều thứ 35, quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một màu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. Điều thứ 36, đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Điều thứ 37, khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn. Điều thứ 38, bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Điều thứ 39, hãy mơ ước những gì bạn muốn mơ và đi tới những nơi nào bạn muốn tới. Hãy làm những điều bạn muốn làm vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn. Điều thứ 40, đôi khi bạn cần đi xa không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà chính là để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của bản thân mình.